Hello, xin chào tất cả anh em quay trở lại với clip của ốc thứ 97 server 2. Nhưng mình có ốc thứ 97 server 2 cho tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay với lại một cái vẫn là arc QOBONOQ. Và dạo này mình làm khá nhiều clip về trái đất, tại do trái đất PK thì rất là bá đạo, Kame 4 triệu 7 như anh em biết mấy clip trước mình rồi đấy. Hôm nay mình sẽ một mình sẽ cân viên 3 sao nhé anh em. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về ngọc rồng sao đen, anh em yêu cầu khá nhiều. Bảo có thằng nó bảo chứ anh làm clip ở ngoài ấy thì đam chưa có đã, trái đất đam chưa có đã, anh phải vào ở trong ngọc rồng sao đen để kiếm những thằng phải nói rằng HP rất là cao và đánh rất là đã. Mới vào là có thằng gọi là còi đây này. Ok, và bây giờ mình sẽ đi kiếm một khu nào để trú ngụ nhá. Ok, khu nào cũng khá là đông, tình hình này là khó là phân chia thắng bại. Ok, mình sẽ cố định khu này. Ok, 416 giây nó nhạt nha anh em, mình sẽ test đam một chút ít nào. Ok, mình sẽ ăn full item vào. Hiện tại thì ở đây thì mình có chuẩn bị một số đồ HP, ví dụ như giày lưỡng long 6 sao hay là radar 3 sao, quần thần linh 3 sao hay là quần thần 2 sao với lại cái găng 6233 đang mang ở sư phụ bạn. Đây đang mang sư phụ 6 sao 30% HP. Có gì tí nữa mình ôm ngọc rồng sao đen. Ok, và bây giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ ăn full item vào. Giờ mình sẽ dầm cho tụi này một trận cho nó thối tha mặt mũi ra để tụi nó. Đây bây giờ thằng này nhá anh em, dầm thằng này trước nhá. Anh em xem cú Kame này. Úi giời ơi, 2 triệu HP, thằng này ăn đi, ăn giáp sên rồi. Tuy nhiên giáp sên thôi. Nhập thôi, nó cũng phải chết thôi. Ok. Mình sẽ xem thử coi viên ngọc rồng còn nhiêu nha. 366 giây này anh em, không biết có cân đâu. Có đợt mình lâu lắm rồi mình mới đi ngọc rồng sao đen. Mình đi săn boss, clip săn boss rất là ngu nên anh em xem thì có ức chế thì vui lòng không comment chửi bậy bạ ha. Tại do mình đã nói rồi, mình clip săn boss thì mình rất ít khi mình làm, quá gà, mình làm quá gà. Tuy nhiên thì clip ngọc rồng sao đen thì mình vẫn kinh nghiệm nhiều hơn nên là săn hay hơn. Nên là một mình sẽ cân hết. Mình thử coi hôm nay có ấy được không. Hôm nay có thử sức coi thử cân viên 3 sao có được không. Nhưng cũng có mấy thằng VIP ở trong cái khu này, tuy nhiên thì nó gọi đồng bọn quá rồi anh em ơi. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng. Mình này không phải là không phải, anh em xem mình đam này. Có thằng trói đây anh em ơi, mình sẽ phải bật tới cái sử dụng khiêng năng lượng để tí nữa có nhạt ngọc rồng á thì tránh bị bọn nó đánh. Và mình sẽ cố gắng nhạt ngọc rồng để clip thêm hấp dẫn hơn. Cung cờ, có thằng cung cờ cũng đỡ anh em ơi. Thằng nào nổ nhỉ, cũng được đấy. Không sao, nổ. Mình sẽ dần thằng này chết, dần thằng Tuấn cho này, cho nó trừa, có gì nó sợ nó đổi khu luôn, đỡ mất công phải đánh. Một choáng này anh em, đánh bấm nát bên phím luôn anh em ơi. Nó ăn giáp sên khá là trâu anh em ạ. Nên là mình sẽ cố gắng dần hơi lâu tí. Anh em xem này, gồng này. Cú Kame 2 triệu HP anh em ạ. Cái thằng này lật bén mình là không chiến là sao này. À có thằng cùng cờ nữa, có thằng triệu HP cùng cờ. Xem nào, 2266 giây này anh em ơi. Phải nói rằng cuộc chiến này rất là hấp dẫn. Anh em cũng biết rồi đấy, anh em đi 1 sao, 2 sao, 3 sao mấy thằng HP cao thì rất là dễ win. Tuy nhiên thì một số anh em trái đất thì rất là khó win. Hôm nay mình sẽ cầm trái đất, em trái đất này đi để thử sức mình cái nào. Rồi ok, trời ơi, cú Kame 4 triệu 1 HP. Ấy quá, ngọc rồng đi theo mình rồi, mừng quá đi. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái vệ tinh HP nha anh em. Không có vệ tinh HP khó win lắm nên mình sẽ bắt buộc phải sử dụng đến một cái vệ tinh HP. Mình sẽ mua một cái vệ tinh HP 5 ngọc trong cửa hàng để có gì mà tí nữa lượm ngọc rồng mà chiến đấu, chứ không là bọn nó bem chết. Muốn win thì cũng phải là có cái gì đó bổ trợ thêm, chứ tụi nó đặt full vệ tinh đó là thì khó mà win lắm anh em ạ. Đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ quay về cái hành tinh của mình. Hành tinh 3 sao khu mấy đấy. Ô, lag đây anh em ơi. Lag rồi. Rồi ok, mình đã xuống rồi đây. Hên quá chưa lag, lag thì phí lắm. Đây nè, một cú Kame lật ben nhỏ. Ui, ngọc rồng hết đi theo mình rồi. Chán thế nhỉ. Ui, nhiều thế này thì có khó cân rồi đây. Mình sẽ cắm vệ tinh ở đây luôn nha anh em. Mình sẽ cắm vệ tinh và quyết định là ăn khu này cho bằng được. Một mình sẽ cân mấy thằng kia. Mình nguyên TT nó ở đó không biết có cân được không. Nghe có vẻ khó đấy. Còn 184 giây nữa mình sẽ giết mấy này. Ừ, có thằng bây giờ phải kiếm một thằng cùng cờ thôi. Thằng nào cùng cờ giúp đê, phụ giúp đê. Anh em hợp tác cùng lên TV nào. Để mình sẽ đam thằng này trước. Thôi giết thằng ấy đi.
À có thằng nhận ra mình là còi đấy nhá, thằng Tuấn giờ hin này. À thằng Nam X, thằng Nam X này, thằng Nam X này, thằng Nam X này không biết lấy độ này. Đang làm clip né né đường. Né đường. Ui rồi ơi, khiếp nhỉ. Thằng nào vừa mới ây da, bình luận quá là nhiệt tình, bây giờ lỗ luôn. Một trưởng đứt cước. Giờ mình đặt vệ tinh rồi. Giờ 141 giây nữa, 141 giây nữa. Kẹt, chửi nè. Muốn ăn cú K14 triệu mấy không? Này thì chửi, thằng này hay choáng lộn lắm này, hay choáng bậy bạ lắm này. 5 5 6 giờ hin này, thằng này nấp vào trong bụi chuối rồi. Thằng này nấp ở trong đây à? Giờ hin, thằng 5 6 giờ hin này phải nói rằng quá là ok luôn ấy. Ok, chào em luôn, phải chào nó lại câu. Này đúng là spam bậy bạ này, giết chết hết. Mình đã đặt vệ tinh ra rồi, quyết ăn được viên này, quyết ăn bằng được viên này. Nó đàm rất là phê tivi. Ok tivi em. Ok, một em lên tivi nhá, sướng nhá. Nào 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 nào, còn thằng nào đối thủ nữa? Đây là ba sao khu mấy đi nhỉ? Hiện tại thì mình đang nắm quyền ở ba sao khu 2. Không biết có thằng nào. Tuấn giờ hin lòi đầu ra. Mình sẽ cùng cờ với anh Tuấn giờ hin mới đau chứ. Không sao, cùng cờ thì càng dễ chơi. Thích cùng cờ thì càng dễ chơi thôi. Ok. Mày nè. Đó, cứ thằng nào vào là đánh lật bên hết. Bây giờ viên ngọc rồng này thì còn là của ai nữa, của ai nữa đây? Giờ mà thằng Tuấn giờ hin á mà nó phù á thì cũng khó giết nó lắm. Nó thật. Ấy, thằng này trói với mình rồi, không khéo trói xong canh nó lượm ngọc rồng chết á. Còn tầm 2 phút nữa là lượm ngọc rồng rồi anh em ơi. Mình phải cẩn thận hết mức luôn. Chứ không cẩn thận là nó nhai viên ngọc rồng vào là khó đánh đấy. Đấy, thằng Tuấn giờ hin bắt đầu lại rồi đấy. Mình sẽ phải giết thằng này trước. Còn khoảng tầm 1 phút gì đó nữa là lượm viên ngọc rồng rồi. Chắc nó gọi người tới rồi. Công nhận khó khăn thật chứ. Anh em cứ làm khó nhau không à. Hô hô này. Cười này. Cười này. Cười này. 45 giây nữa anh em ơi. Mình sẽ. Ui giời ơi, 45 giây nữa thằng này trói rồi. Trời ơi, bực mình thật chứ. Đúng nó gọi anh em vào anh người ơi. Nó gọi ba thằng vào thế kia. Nó gọi ba thằng vào để áp chế mình. Đắng cay thật chứ. Buồn VL ra. Không hiếp. Không hiếp. Thì nó gọi ba thằng vào để ăn hiếp mình. Đắng cay thật. Buồn VL ra luôn ấy. Ừ. Một thằng. Trời ơi nó choáng rồi. Thằng trái đất. Ừ hay quá. Mình sẽ choáng đè và mình lượm viên ngọc rồng. Không biết còn bao nhiêu giây nữa. Còn 2-3 giây nữa hả? Còn bao nhiêu giây nữa ta? Rồi ok. Mình sẽ choáng. Ui giời ơi thằng này lại trói. Đáng cay thật. Nó phụ thằng kia. Bực mình thật chứ. Mình đã cắm. Ừ đấy rồi. Trời ơi ba thằng bốn thằng trói. Hay lắm thằng trái đất lượm. Ngon. Ngon. Ok anh em. Cũng khá ổn đấy. Mình nghĩ là cũng là được đấy. Cũng được đấy. Mình sẽ giết thằng này trước. Mình sẽ giết thằng này trước đi. Ok, thằng trái đất lượm anh em ơi, cũng mừng. Mừng được phần nào anh em ạ. Khá mừng, còn cơ hội, vẫn còn cơ hội ăn. Vẫn còn cơ hội ăn anh em ơi. Vẫn còn cơ hội ăn. Nào nào nào, thằng kia thằng trói lâu vãi này. Trói lâu vãi. Rồi ôi, này kinh vãi ra. Kinh vãi cái trưởng ra đấy. Mình sẽ trang bị đồ HP vào nhá. Mình sẽ trang bị đồ full đồ HP. Full set HP vào. Liên tục là những cái choáng. Hay lắm. Tranh thủ thời gian này mình sẽ thay đồ vào. Thay đồ HP vào. Mình sẽ nhấp ra và hợp thể vào nhá anh em. Thả đệ ra. Thả đệ ra cho nó choáng phát rồi. Ồ đâu rồi nhỉ. Ngọc đầu sao đen đâu rồi anh em nhỉ. Đâu rồi anh em nhỉ. Biết choáng tùm lum tà la này. Thằng này này. Hay lắm. Rớt. Rớt ngọc rồng anh em. Choáng. Ồ thằng nào lượm nữa rồi. Bực mình thật. Nào vậy, thằng nào lượm vậy? Không biết thằng nào lượm. Trời ơi nó đứng nó che tên thế kia. Sao mà đánh được đây. Trời ơi cứ nhấp vào cái lỗi phiên bản mới. Phó bản mới cứ nhấp vào nó bị lỗi vậy anh em. Bực mình ghê luôn á. Đúng bực mình. Quá nhiều thằng hội đồng mình không thể nào mà ức chế quá mà. Không phát đâu, mình cắm vệ tinh đây rồi. Mình mà lượm được phát là có cơ hội chiến thắng liền. 3 triệu 2 HP. Mình phủ lên có cơ hội chiến thắng. Ừ thằng thằng ăn ngọc rồng đang ở kia. Mình sẽ cố gắng để đoạt lấy cái viên ngọc rồng đó anh em. Ok mình sẽ cố gắng hết sức. Và không đầu hàng trước kẻ địch. Ok bay vào nào. Nên mình sẽ tặng thằng này HP cao. Ui giời ơi thế này đến cùi thôi. Thế này đến cùi thôi anh em ơi. Trời ơi sao lại trói mình nữa má. Đúng bực mình thật thằng kia. Má thằng rẻ rách kia. Đúng bực mình thật. Má tem nó mấy chục thằng. Không thể nào mà mình một mình mà solo lại được hết. Quá bực mình. À, chỉ cần một thằng không trói mình trong chốc lát thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu. Hay lắm. Ô, thằng nào lượm ngọc rồng vậy?
Không biết thằng nào lùm ngọc rồng anh em ơi, mình sẽ cố gắng phá. Phá tụi này, tao mà không ăn được thì tao cũng sẽ đạp đổ tụi mày thôi. Tao nói trước là như vậy. Phải khẳng định một câu là như vậy. Chắc rờn luôn, xanh rờn luôn. Thằng này lượm ngọc rồng, nó đứng ngay gần ngọc rồng 3 sao, chắc nó phù. Cái tem nó, nếu như mà mình mà không lượm được cái tem nó cũng phù mệt luôn đó, mình nói thật. Đấy là mình nói thật, một khi mình đã quẩy và mình sẽ không nhường thằng nào hết. Ừ cứ choáng đi, hay lắm. Có một thằng, hiện tại thì tem nó thì cũng khá là nhiều thằng đấy, mình nghĩ khá là nhiều thằng đấy. Tuy nhiên nãy giờ mình thấy mình chưa hồi sinh lần nào cả. Nhưng tem nó cũng khá nhiều thằng đấy, mình nghĩ khá là nhiều. Không biết nó ở đâu, thằng cầm ngọc rồng sao đen nó ở đâu thôi. Rồi choáng liên tục, có một mình mà mình chấp tới cả 90 thằng thì rất là khó ăn. Choáng liên tục thế này thì rất là khó nhai nuốt nó. Không biết thằng nào đang cầm ngọc rồng. Ừ. Trời ơi, lại choáng đẻ, chán thật. Xem nữa là mình có cơ hội lượm ngọc rồng rồi. Buồn vãi ra. Trời ơi, cái riêng xiên cái nó này. Mình sẽ dịch tới nó, mình sẽ cố gắng dịch tới nó. Sẽ bằng đủ khả năng mình sẽ dịch tới nó. Nào choáng lâu dữ ta, choáng vậy thì choáng chứ, sao lâu dữ vậy. Ừ, viên ngọc rồng rớt rồi anh em ơi. Trời lại ăn trói, thằng nào trói nhỉ, phải đập thằng trói trước. Rồi ok, thằng nó nhớ đó. Khá lắm. Cái tem của nó là tem nó khoảng cỡ 5 thằng thôi anh em, còn hai thằng kia không phải là tem của nó. Mình sẽ chơi được, mình chơi được. Cứ đợi đi, cứ đợi đi. Thằng này sẽ làm vừa ý tất cả anh em. Cứ đợi đi. Cứ đợi đi anh em. Yên tâm, hóng đi, hóng đi. Hóng đi. Ô, rất nhiều người đánh mình. Trời ơi, sao trói liên tục thế này, không có cơ hội phản công. Mình mà có cơ hội phản công chừng 5 giây thôi là bọn nó sẽ có chuyện xảy ra liền. Mình nói thật. Không biết thằng nào đang cầm ngọc rồng ha. Nào đang cầm ngọc rồng đứng trên kia. Liên tục có một thằng canh mình nhá. Liên tục có một thằng canh mình, một đến hai thằng canh mình. Nó lại trói này, anh em xem này. Mình sẽ cố gắng choáng sớm. Ừ, thằng Tuấn giờ hin này à. Tuấn giờ hin này à. Tuấn giờ hin này à. Tao sợ mày quá cơ đấy, tao sợ mày quá cơ đấy. Tao sợ mày quá cơ đấy, cứ đợi hết khiêng đi. Tao nói thật, hôm nay mình quyết định mình không ăn được viên này thì tem nó cũng không ăn được. Ok, mình đã nói là mình khẳng định và người Việt Nam nói là làm, ok. Bây giờ hôm nay mình sẽ cho tụi nó biết thế nào gọi là còi ốc tiêu 957, ok. Thế nào gọi là còi ốc tiêu 957, thế nào gọi là còi ốc tiêu 957. Ok, nó bên nó tuyển 3 thằng chuyên canh mình rồi, ok. Mình chơi được thì mình chơi được thôi. Thích thì mình chơi thôi, vẫn còn nhiều thời gian. Vẫn còn nhiều thời gian. Rồi ok, có thằng nổ rồi. Khiêng năng lượng đã bị vỡ. Ê, ngọc rồng, ngọc rồng. Ngọc rồng. Ủa, sao bạn không thể lượm vật phẩm của người khác? Ngọc rồng. Ừ. Nhân 7, ok, hay lắm. Rồi, 5 triệu HP hả? 5 triệu 0596 HP rồi, ok, đánh ta đi. Đánh ta đi con tuất này. Đánh ta đi, 10 triệu HP này, đánh ta đi. 10 triệu HP này, ok anh em. Ok, tao đã nói rồi, tao mà không ăn được viên này thì tụi mày khó. Một khi tao đã quẩy ngọc rực sắc đen. Ok, chủ yếu bình luận vui vẻ nha, không có gây chiến ma hết. Chủ yếu vui vẻ thôi. Ok, ăn được 10 triệu HP anh em ạ. 10 triệu HP anh em quẩy lên nào. Chung là từ từ đã, mình sẽ ăn cái thêm cái giáp liên tập cấp 3 vô là 11 triệu HP cho tụi nó ra, đánh đi. Nhiệt tình vào, sao cứ nhường thế nhỉ. Nãy nhường ghê quá mà. Lên TV đi anh em ơi, lên TV đi. Lên TV đi, lên TV đi. Đánh ta đi, đánh ta đi nè. Mắc cười quá mày ơi. Một mình cân 3 sao, cân nghiêng cả tem nó luôn. Cân cả tem nó luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời, tuyệt cú mèo. Quả này quá đã luôn. Quá phê lòi, 11 triệu HP anh em ạ. Úi giời ơi. Bật khiêng lên, tụi kia cứ để quan đây trốn. Quan đây trốn thôi, úi giời ơi anh em. Ừ, quan kia có vệ tinh nhá, mình quên mất. Sẽ bay lên đây, quan này có vệ tinh. Vệ tinh mình đâu rồi anh em nhỉ. Đam, tét đam ấy coi. Ôi giời ơi, đã thế còn đánh đau nữa chứ. Đánh đau nữa chứ. Đắng cay thật. Rồi anh em thay nhau nổ, tem nó thay nhau nổ rồi. Có vệ tinh HP mà, đầy máu liền. Đấy, quá là tuyệt vời. Không biết còn bao nhiêu phút nữa win đó nhỉ. Ui thằng béo KK vào, mình này HP cao không ta. Cũng nghi thằng béo KK. À, cũng triệu 9 HP à. Không lo, không lo lắm anh em. Mình có vệ tinh HP che rồi. Cũng khá là ổn, mình không biết có win được không. Một khi 9 thằng đánh mình kìa. Anh em cả đống thằng đánh mình thế kia. Cũng có một số thằng nhận ra cái ạc này. Tại do cái ạc này là mình làm clip được 1-2 lần rồi. Hên, nổ khá là ấy. Đây, hồi đây. Đúng rồi, hồi máu lên.
Hồi mỗi lần cũng được 176 giây, nó cố lên anh em. Cố lên, choáng hết cả tem nó. Đấy, choáng là mỗi lần choáng là như vậy. Đập thằng giờ hin này đi, đập thằng giờ hin này, nếu như mà nó nổ thì đỡ mất máu. Đó, thằng giờ hin này tem nó phải chịu thua mình rồi. Còn không chịu thua chứ gì nữa. Kỳ này nát. Quá tuyệt vời. Cái này người ta gọi là một cân 11. Quá tuyệt vời, phù 11 triệu HP. Cân 3 sao luôn. Quá đỉnh. Này anh em xem mình phá khiêng thằng này này. Ồ, choáng tuyệt vời quá. Anh em cứ thay nhau choáng thế kia thì mình nguyên chắc, cố lên. Cái phút giây đó sắp tới rồi. Mình sẽ đạt được viên này. Viên này là viên 3 sao khu mấy đấy, mình không biết nữa. Của Tuấn giờ hin tem nó. Tem nó cũng khá là đông đấy, mình nghĩ khá là đông đấy. Nãy giờ hai thằng, bốn thằng nhé, 3, 4 thằng gì chuyên trói với lại thôi miên mình. Tuy nhiên thì một khi mình đã quẩy thì quá dữ. Thôi mình sẽ xuống tét đam vài thằng thế nào. Thôi tặng tụi nó cái choáng đi. Tặng tụi nó cái choáng đi. Rồi không thằng nào đánh mình hết. Đứng trên không, không thằng nào đánh, ngại phết đấy anh em ạ. Không khéo lại win thì có. Ôi rồi ôi, thằng nào vừa choáng thế. Ừ thôi miên. Vừa thôi miên vừa choáng. Ừ thằng kia đánh không thấm, 100 mấy chục à. Đánh có mười mấy HP à. Đủ cái vệ tinh HP mình hồi hơi gớm. Đấy một choáng nhá anh em. Một choáng nhá, bật khiêng lên luôn. Đấy bật khiêng lên luôn. Thằng này mạnh phúc, thằng mạnh phúc, thằng mạnh CK này. À rồi ok, thì ra tem thằng này à. Tem thằng này 3 sao à. Nay 3 sao anh xin chú nhá. Tuổi tuất này. Nói rằng quẩy đi, mình cũng tính cầm ốc ốc tiêu 957 đi quẩy rồi. Tuy nhiên này ốc tiêu 957 nhiều ấy quá. Nhiều người biết quá, nó cứ vào kêu là anh cỏi phá này nọ mệt lắm. Ừ 63 giây nữa. Cố lên channel. Choáng nè. Choáng nè, sắp win đấy em ơi. Quá dữ luôn. Quá tuyệt vời, tuyệt cú mèo. Một mình cân 3 sao vô đối, bá đạo luôn. Thế rằng anh em nào mà tuyển mình vào VT thì một mình cân 3 sao. Ui có thằng kìa, có thằng 8 triệu HP anh em ơi. 8 triệu 1 ấy nha, anh đừng có suy nghĩ vậy nha, em sắp win rồi nha. Nó còn có 5 triệu 1 thôi. Ui nó nổ rồi anh em. Không khéo nó, ui rồi ơi, hết vệ tinh hả ta? À đâu hết được. Vệ tinh mình 3. Ô. Ô. Trắng máu anh em ơi. Thằng đéo nào vậy? What the fuck, nó nổ phát trắng máu kìa. Cái thằng nào đây? What the fuck? Sắp win tới nơi rồi, còn mười mấy giây nó win. Mày, tao thách mày thắng được á. Tao thách mày thắng được. Tao thách mày thắng được. Tao thách mày thắng được. Giời ơi chán thật chứ. Buồn lòng ghê á. Buồn vãi đái ra, còn 20 giây nữa thôi. Thằng cứt vịt 34255 này, tao mà biết mày khu nào thì có chuyện đấy. À đúng bực mình thật. À nản lòng vãi, 38 triệu HP kìa. À đúng còn 20 giây nữa. À đéo tha được luôn. À đúng cho thật. Cuộc đời đúng là à lắm bi oan thật chứ. Giờ đam sao thấm nó đây. Cuộc đời lắm trái ngang lắm anh em ơi. Giờ nó 43 triệu sao đánh. Còn đúng 20 giây nữa là win đấy. Nói thật còn đúng 20 giây nữa. Thì ra PT của thằng hot boy này. Con bà mày. Nói thật. Nói thật. Phán này mà tao chết tao không giết được thằng hot boy. Phán là tao mà không giết thằng hot boy thì nghỉ game này. Đây này. Rồi ơi choáng liên tục. Cái tem nó vào đây rồi. Má bực mình quá. Mình kia câu kéo lâu quá. Tem bên kia nó ăn xong một sao rồi. Nó qua 3 sao nữa. Mình lượm ngọc rồng lúc đầu thì mình win rồi. Má đúng 20 giây nữa, mình thề luôn đúng 20 giây nữa là win rồi. Được rồi, chắc clip này mình dừng lại đây thôi, quá là mệt. Nó xém nó win rồi, 20 giây cuối. À, quá nản luôn. Má phủ đẹp thế mà 11 triệu HP mà. À, quá nản. Thôi ok, chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người một clip gần nhất nha. Ok, bye mọi người. À, quá xui, quá nhọ cho coi.